Hi, Vi xin chào cả nhà. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Dala TV. Hôm nay Vi sẽ cùng các bạn tới một ngôi làng của những chiếc cối xay gió cổ xưa nhất, đó chính là Kindred. Người ta gọi Kindred là làng cối xay gió bởi đây là nơi tập hợp các cối xay gió mang nhiều giá trị lịch sử nhất tại Hà Lan. Hệ thống cối xay gió của làng Kindred được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1997. Giờ đã tới phía ngoài của làng Kindred rồi, bây giờ mình sẽ tìm chỗ gửi xe ha. Sau khi gửi xe xong, chúng ta hãy cùng nhau khám phá thôi nào. Vô đây giống làng cổ tích nè. Nè, đẹp từng cái cây luôn á. Chỗ này có sách để đọc. Ấm nước, thuyền, hồ nước. Rồi, đẹp quá. Mê ly ha. Kindred thì nằm cách thành phố Rotterdam 15 km về phía đông. Vì nằm dưới mực nước biển thấp nhất tại Hà Lan, cạnh hai con sông Lick và Nord. Một hệ thống cối xay gió đã được thiết lập từ năm 1740 với mục đích là bơm nước ra sông để tránh ngập lụt. Ngoài ra thì cối xay gió còn đóng một vai trò to lớn trong hệ thống tưới tiêu của khu vực, phục vụ nông nghiệp suốt một khoảng thời gian dài. Giống như là cái chỗ làm nông của người dân Hà Lan ha. Có con gà nữa kìa, nuôi gà đó, nuôi gà, đặt nước, đó chỗ farm. Những cư dân đầu tiên mà đến cư ngụ ở vùng này là vào khoảng thế kỷ thứ 11. Họ đã cải tạo bãi than bùn, đồng thời là mở rộng khu vực này để trồng trọt và sinh sống bằng cách đào kênh dẫn nước, dùng cối xay gió hút nước đổ ra sông lớn quanh vùng. Chính vì thế mà những chiếc cối xay gió có mối quan hệ mật thiết với đời sống của người dân nơi đây. Những chiếc cối xay gió đầu tiên thì được làm bằng đá. Dần sau đó thì con người dùng những vật liệu khác để cải tiến như là gỗ với hình bát giác và cánh sải dài vừa nhẹ vừa lấy được nhiều sức gió hơn để nguồn nước đổ ra sông. Khu làng này ngoài việc sở hữu những chiếc cối xay gió xinh đẹp, nó còn là một nơi có cảnh quan vô cùng thơ mộng và thoáng đãng. Những ngôi nhà ở đây thì thật là xinh xắn và đáng yêu. Những cánh cổng nhỏ này trải đầy hoa này gợi nên hình ảnh một vùng quê thật là ngọt ngào và yên bình. Nãy giờ chưa thấy hoa tulip đâu. Tới mùa này chịu rồi. Anh đừng đi đường chính. Anh đi, em khoái đi trong cái đường làng thôi. Đường làng đẹp lắm. Ghê, yeah, biết có đường làng luôn. Đường làng hơi bị đẹp, bên Hòa Lan nó đẹp chủ yếu ở trong đường làng á. Đấy. Có cái cầu nữa nè. Có bò rồi, thấy con bò rồi. Thấy bò rồi, đi Hà Lan là phải thấy bò. Cảnh đẹp ghê. Xa xa thấy những chú bò đang ngậm cỏ. Có một con chó. Hello. Mm-hmm.
không khí trong lành ghê á. Anh con kia là con ngỗng hay con vịt trời vậy? Đó. Dạ. Bên đây gọi là con gì? Sao nó to vậy? Thì ở thiên nhiên. Nhưng mà nó vừa giống ngỗng mà vừa giống vịt, nhưng mà thấy nó giống ngỗng nhiều hơn. Ngỗng trời. Đó, ngỗng trời là đúng á. Cảnh đẹp yên bình quá à. Như vậy nhiều khi lại thích nè. Đó, tới coi bò, coi ngỗng. Đẹp quá. Thì đó, em thích là thích vậy đó. Ôi ơi, một đống ngỗng trời. Cây này cũng đẹp nữa. Đây, chỗ này đẹp quá. Trứng chắc ở dưới đó đầy. Chắc đâu có ai đi được, đi gì hả? Không. Coi kìa. Bò với ngỗng trời. Kinderegg thì hội tụ những nét đặc trưng nhất của những chiếc cối xay gió tại Hà Lan. Có tới 14 chiếc cối xay gió được hình thành từ những năm 1400 cho đến nay thì vẫn tồn tại ở Kinderegg. Wow! Ngỗng kìa! Ngỗng quá trời, ngỗng thiên nhiên, ngoài thiên nhiên luôn á. Này, hoa dại thôi nè. Ngỗng ơi! Dễ thương quá à. Đấy, đi dạo thôi, đi dạo vùng ven thôi. Mà hoa nè, hoa dại nè. Đó. Chu cha. Quá đẹp. Đó. Nhìn mê quá. Có cái cối xay gió kia đang chạy. Dạ, quá trời ngỗng luôn. Đây, cối xay gió đây các bạn ơi. Nhìn đẹp mê ly các bạn ha. Y như trong tranh vậy. Kinderegg là nơi tập trung 19 chiếc cối xay gió, kể cả những chiếc cối xay gió đầu tiên của nước này. Những chiếc cối xay gió ngoài việc phục vụ cho nông nghiệp thì nó còn được sử dụng như một ngôi nhà đầy tiện nghi. Không gian bên trong tuy bé, chật hẹp nhưng được sắp xếp một cách rất là hợp lý, dùng làm nơi ở cho cả một gia đình. Người chủ của cối xay gió thì có nhiệm vụ quan sát sự thay đổi của hướng gió, mực nước để điều khiển cối xay gió và cánh quạt khi cần thiết. Chỗ đẹp. Ui, chỗ này đẹp quá.
cái này đẹp nè. Đẹp quá. Ơi. Có hoa súng màu màu trắng này dưới hồ nữa nha. Đó, nó nở quá trời. Con. Cái cảnh này chỗ này đẹp nè. Bên đây mà đẹp không nhỉ? Bên này đẹp nhiều lắm. Chỗ nào cũng thấy đẹp hết. Trời ơi, như tranh vậy. Dễ thương. Khu làng này ngoài việc sở hữu những chiếc cối xay gió xinh đẹp, nó còn là một nơi có cảnh quan vô cùng thơ mộng và thoáng đãng. Đến với Kinderegg, ngắm nhìn những chiếc cối xay gió cổ đã gắn liền với cuộc sống của người nông dân qua nhiều thế kỷ, cảm nhận sự màu mỡ từ bàn tay bản năng và khối óc đầy sáng tạo của con người, để rồi ta thêm quý mến con người và vùng đất nơi đây. Hình ảnh những chiếc cối xay gió dọc trên cánh đồng trong một buổi chiều vàng khiến cho bất kỳ du khách nào đến đây cũng khó lòng mà quên được. Nếu có dịp đến đất nước Hà Lan xinh đẹp, các bạn hãy dành một khoảng thời gian đến đây, lắng lòng mình lại, chiêm nghiệm về cuộc sống qua những nhân chứng lịch sử của vùng đất này, vùng đất của những chiếc cối xay gió. Sau khi đã có một buổi tham quan cối xay gió, chúng ta có thể làm một chuyến picnic ngay trên bãi cỏ. Cỏ thì xanh mướt với dòng kênh lững lờ uốn lượn xung quanh, bầu trời thì trong xanh thoáng đãng, toàn hoa với cỏ, gió thì mơn man nhẹ nhẹ. Thiệt là thú vị biết bao. Dù đây có thể chỉ là một chuyến đi du lịch ngắn ngủi thôi, nhưng có lẽ cũng để lại nhiều ấn tượng và sự thích thú với tất cả chúng ta. Video này Vi xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh cho Vi nha. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!